Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay tiếp tục một số thông tin liên quan đến sự việc của show Nguyễn Phương Hằng. Một thông tin cũng khá là nóng liên quan đến chị Lan. Lan đã thông báo rằng là mình đã nộp xong cái tiền gọi là tạm ứng án phí cho cái đơn xin phúc thẩm của Đình Lan. Và thậm chí Đình Lan cho rằng là bản án sơ thẩm này phải được gọi là hủy bỏ. Bên cạnh đó thì một số những cái vấn đề tranh cãi xung quanh bộ phim Đất Rừng Phương Nam của anh chàng Trấn Thành, cùng với đó người đạo diễn đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Người thì cho rằng là bộ phim này có cái phần nào đó xuyên tạc lịch sử, cũng như là một số những cái câu chuyện mà tranh cãi xung quanh về cái vấn đề trang phục cũng như là cái vai của Trấn Thành, đó chính là cái vai Bác Ba Phi. Dù không phải là một cái nhân vật chính gì nhưng mà được gầm gộ và nổi trội hơn cả một cái nhân vật chính trong phim. Thưa quý vị, trước tiên thì thông tin liên quan đến câu chuyện của chị Đinh Lan, thì ngày hôm nay có một cái thông tin và trên mạng xuất hiện một cái biên lai tạm ứng cũng như là thu án phí liên quan đến cái người đóng tiền án phí, đó chính là Đinh Lan đã đóng 300.000. Thì trên cái phiếu thu này thì có gọi là có mộc đàng hoàng của cục thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh, và với cái nội dung đó thì là đã tạm ứng cái tiền án phí trong đó là 300.000 đồng. Thưa quý vị, và đồng đội của Đinh Lan thì cho rằng lần này sẽ khá là căng khi mà Đinh Lan đã được chấp nhận rồi, đã được xem xét cái lá đơn gọi là kháng cáo phúc thẩm là toàn bộ cái bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và họ chắc chắn rằng là sẽ được gọi là xử lại, có nghĩa là hủy bỏ luôn cái bản án sơ thẩm, đem vụ án ra xét xử lại sơ thẩm lần hai đó. Và như là họ đã chuẩn bị cho đến là xe cộ nè, vệ sĩ, những người đi bảo vệ Đinh Lan, để Đinh Lan có thể đến tòa lần này để xem xét lại cái tư cách tham gia tố tụng. Đặc biệt là theo ý đồ của Đinh Lan thì phải là 155, 156, chứ không phải là cái 331, và Đinh Lan phải là bị hại. Thì nếu như thật sự mà xem xét lại cái tội danh là 155, 156 thì mới có bị hại, chứ còn mà nếu mà 331 thì sẽ không có bị hại đâu cô chú anh chị. Nhưng mà chúng ta biết rồi, cái câu chuyện mà thông tin của gọi là Đinh Lan khẳng định đó thì cũng chỉ cho chúng ta xem và tham khảo thôi. Còn trên thực chất thì cái phần trăm mà nó chính xác đó nó cũng khá là thấp, thưa quý vị. Nên khi mà hiện tại cho đến giờ phút này thì cái thông tin này chỉ có một mình bên phía Đinh Lan cô ấy đưa ra thôi, chứ còn một số các cơ quan báo chí thông tin gì thì chúng ta vẫn chưa thấy được. Nhưng mà cái đơn gọi là cũng như là cái phiếu thu đó, phiếu thu tiền 300.000 đồng tiền án phí đó, thì có lẽ rằng Đinh Lan cũng không dám làm giả cái giấy tờ này đâu. Có lẽ đơn của Đinh Lan cũng đã được gọi là xem xét rồi. Nhưng mà nó xem xét ở mức độ nào thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem. Bởi lẽ thì Đinh Lan là một trong những người được bồi thường thiệt hại mà, thì có thể là một cái đơn gọi là nguyên đơn dân sự về cái vấn đề yêu cầu xem xét lại bồi thường thiệt hại của mình thì nghe có vẻ nó sẽ hợp lý hơn trong cái vụ việc này. Bởi vì cái vụ án người ta đã trả hồ sơ điều tra bổ sung rất nhiều lần, không thể có những cái vấn đề mà xét đi xét lại, xem đi xử lại một thêm một lần nữa đâu cô chú anh chị. Cái điều vấn đề chúng ta có thể dễ hiểu hơn đó chính là Đinh Lan sẽ được xem xét về cái vấn đề bồi thường, và cô này cũng phải sẽ cung cấp ra một số những cái tài liệu chứng minh về cái quyền lễ hợp pháp riêng cá nhân của cô Đinh Lan này. Một điều khá là bất ngờ đó chính là đơn Đinh Lan lại được xem xét nha, có nghĩa là cô ấy được kháng cáo. Mà trước đó thì chúng ta thấy rằng mặc dù là làm khá là mạnh mẽ nhưng mà anh Hiển đến giờ phút này thì biệt vô âm tính, không thấy cái gì. Đó chính là luật sư của anh Hiển luôn, cũng đã gửi một số cái đơn đến tòa án cấp cao vân vân, nhưng mà họ lại không kháng cáo, chỉ riêng có mình Đinh Lan thôi. Dễ hiểu hơn thì chúng ta thể hiểu được rằng là có lẽ rằng là cái vấn đề dân sự của Đinh Lan, vấn đề bồi thường thiệt hại thôi. Khi mà nghe bà Hằng mà đòi tiền số tiền kinh khủng 300 đến 500 tỷ thì Đinh Lan có vẻ là cũng ớn rồi, chưa chắc là lần này mà có thể dám ra tòa đâu cô chú anh chị. Cũng sẽ gọi là để cho gia đình mình ra, hay là thuê nhà luật sư gì đó về cái vấn đề gọi là dân sự này.
18 triệu Đinh Lan không hài lòng, phải cần những cái số tiền gọi là lên đến 2 tỷ mấy. Bữa trước Đinh Lan có nói, thật ra Đinh Lan yêu cầu đến 2 tỷ rưỡi lận, nhưng mà báo viết thì đâu có 2 tỷ tư mấy gì đó. Thì không biết rằng sẽ như thế nào. Thì cũng đây là một trong những cái điều mà Thanh Huyền thấy rằng nó cũng khá là thú vị. Nếu như cái phiên phúc thẩm này mà có mặt Đinh Lan về cái vấn đề yêu cầu bồi thường này nữa, Đinh Lan chấp nhận bỏ ra 300 ngàn rồi, tiền gọi là tạm ứng trước, thì để xem rằng Đinh Lan có dám đối diện ra trước tòa án rồi sau đó để mà có thể nói là đưa ra những cái luận cứ của mình. Chúng ta mong muốn nghe chị Lan nói đứng trước tòa để mà chị Lan làm những cái điều chị Lan nói. Bây giờ trước giờ Đinh Lan đó có nói không à, mà chưa thấy làm. Còn vấn đề thuê xe thì người nghĩ rằng là không cần phải thuê đâu. Xe của Đinh Lan là phải đi xe gọi là an toàn nhất đó, không sợ đó, là đi xe có người bảo vệ, xe bít bùng rồi đó, có mấy chú công an bảo vệ luôn, khỏi có gọi là thuê, cần thuê vệ sĩ gì cả. Xe đó nó an toàn hơn xe 37 chỗ nhiều. Cho nên là Đinh Lan phải suy nghĩ lại cái vấn đề này đi. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi xem để rằng là thông tin từ phía tòa án về phiên phúc thẩm sẽ như thế nào. Chị Đinh Lan khi mà đã tạm ứng án phí rồi thì có được như cái mong ước của mình hay không. Số tiền 2 tỷ rưỡi chứ không phải là 18 triệu. Đinh Lan nói rồi, danh dự của Đinh Lan là đâu có giá 18 triệu, ít nhất cũng phải 2 tỷ rưỡi. Đinh Lan phải muốn phải bồi thường như vậy, 18 triệu này không có đủ ăn sáng rồi. Thưa quý vị, còn liên quan đến câu chuyện mà vấn đề tranh cãi giữa bộ phim Đất Rừng Phương Nam, một số ý kiến cho rằng là có phần gọi là xuyên tạc lịch sử. Vậy thì người trong cuộc nói như thế nào, cũng như là những cái hình ảnh mà bộ trang phục của Trấn Thành mặc, nhiều người cho rằng là tại sao Bắc Ba Phi thì lại mặc cái bộ đồ của Trung Quốc Ba Tàu. Thì phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì ông ta cho rằng là cái áo này đó, cái áo trong cái MV ca nhạc nó khác hoàn toàn với cái áo trong bộ phim. MV ca nhạc là được quay sau và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đó, ông ấy cũng không có đạo diễn cái MV ca nhạc để trong phim, mà chỉ là bộ phim mà thôi. Trấn Thành thì lại gọi là im lặng, giữ một cách im lặng, không nói về cái bộ trang phục mà liên quan đến tại sao lại mặc đồ Trung Quốc này. Thì đây là một điều cũng khá là khó hiểu, tại sao anh Thành anh lên không lên tiếng giải thích về cái vấn đề này mà lại lựa chọn một cách im lặng. Lại lựa chọn một cách im lặng cho đến giờ phút này thì bộ phim đang gây ra rất nhiều những cái sự tranh cãi. Nhưng mà chúng ta cũng phải thừa nhận một điều rằng đó, có sự tranh cãi này thì dù ít dù nhiều nó cũng gây một hiệu ứng nhất định dành cho bộ phim. Thì không biết rằng đây có phải là cái sự cố tình để mà nhằm PA cho cái gọi là cái bộ phim nó được nhiều người chú ý hơn hay không. Không biết là sự cố tình của gọi là ekip hay là nhà sản xuất đây. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là bất cứ một cái phim nào, một cái sự kiện nào khi có mặt anh Thành thì đều xảy ra rất nhiều những sự tranh cãi, không chỉ riêng của anh ấy mà lại liên quan đến gọi là cả người khác. Giống như là cái câu chuyện mà Hào Quang Rực Rỡ tại một cái buổi ra mắt giới thiệu của anh Đàm đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của Trấn Thành cũng để lại rất nhiều những cái sự gọi là tranh cãi khác nhau. Hôm nay thì đến cái bộ phim này, thật ra thì đối với bộ phim thì Thanh Huyền cũng chưa có xem bộ phim, nhưng mà nhiều người thì nói rằng là có cái phần gì đó gọi là xuyên tạc lịch sử. Còn về phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì ông cho rằng là cái thứ nhất về cái vấn đề vị trí của Trấn Thành trong phim đó, như là vị trí của Potter đó, thì ông cho rằng là vị trí của Thành thì tôi thấy là sự việc này cũng bình thường thôi. Trên thế giới cũng như vậy, gương mặt nào ăn khách và có tên tuổi và có sức ảnh hưởng để bán vé thì sẽ có được cái vị trí gọi là đẹp hơn, dễ nhìn thấy hơn trên poster. Và cũng cho rằng là không có gì tiêu cực so với cái lời chỉ trích của khán giả. Còn cái vấn đề mà tại sao trang phục của những người trong phim, đặc biệt là Bắc Ba Phi đó, lại có những cái nét giống với Ba Tàu người Hoa, thì đạo diễn cho rằng là khán giả sẽ thấy có những yếu tố của người Hoa ở đây, có nghĩa là họ cố tình tạo ra cái này. Bởi vì miền Tây với tôi là nơi du nhập rất nhiều văn hóa và nơi sinh sống đa dạng của các cộng đồng, có người Việt, người Hoa, người Khmer. Đó là nét đặc trưng của miền Nam, vùng đất chào đón tất cả mọi người. Hành trình của nhân vật An cũng vậy, cậu lưu lạc gặp mọi thành phần xã hội, mọi con người thuộc cộng đồng văn hóa bang hội khác nhau, nhưng cái cuối cùng động lại vẫn là chuyện tình cảm.
Nguyễn Văn Dũng cũng nêu ý kiến cho rằng là trong quan điểm của tôi thì phim không mang nhiệm vụ của một quyển sách giáo khoa. Nếu gán cho một bộ phim nhiệm vụ giáo khoa phục vụ nghiên cứu thì thực sự cũng khó quá. Đoàn làm phim đã cố gắng hết sức để tái hiện chân thực không khí, cảnh quan, con người, thời trang ở một thời kỳ. Mọi thứ đều được tham khảo tư liệu, mà tư liệu thì cũng có người nói này, người nói khác. Chúng tôi cố gắng trong khả năng của đoàn phim, mọi chuyện đều có thể sai sót, nhưng tôi cũng không muốn đổ thừa. Nếu khán giả nhận ra sai sót, chúng tôi thật lòng cảm ơn và sẵn sàng đón nhận và tiếp thu. Trên thế giới chắc cũng hiếm có trường hợp phim nào mà làm ra 100% khán giả. Các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa đó phải vỗ tay, ôi phim này y chang như ngày xưa. Thì khi nhận được cái lời chỉ trích này thì chúng ta thấy rằng là về phía đạo diễn bộ phim đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đó, thì ông ta cũng cho rằng là một số những cái chi tiết cũng đã gọi là cố tình để mà lột tả ra hết những cái bầu không khí chân thật, và cũng đã từng tham khảo qua một số những cái sách giáo khoa. Nhưng mà ông ấy cho rằng người thì viết này người viết khác, và cái sự việc mà để mà lột tả y chang như sự thật thì nó rất là khó. Cho nên là đã có những cái phần sai sót ở trong bộ phim mà nếu khán giả nhận ra và có thể nói là nói lên đó, thì họ sẽ sẵn sàng tiếp thu và tiếp nhận về cái điều này. Thì cho đến giờ phút này, mặc dù thì đạo diễn lên tiếng, nhưng mà cái người mà được gọi là công chúng quan tâm chắc hẳn đó, đó chính là Trấn Thành, thì anh ấy im lặng, không nói gì về cái câu chuyện những cái bộ trang phục của mình tại sao lại giống người Trung Quốc, giống người Ba Tàu, người Hoa. Và thấy rằng là cho rằng là cái văn hóa miền Tây của thời điểm đó và những cái bộ trang phục nó giống nhưng mà rõ ràng những cái trang phục của Trấn Thành là một trong những cái trang phục hiện đại chứ không phải là trang phục ngày xưa, nên đó là một phần cũng khiến cho khán giả họ xem và họ đưa ra những cái ý kiến của mình. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là dù trái chiều hay là tích cực thì nó cũng đã góp phần, nó tạo ra một cái hiệu ứng cho bộ phim Đất Rừng Phương Nam của Trấn Thành đến giờ phút này đó. Thưa quý vị, ít nhiều thì cũng như vậy thôi. Chúng ta chờ đợi xem rằng anh Thành liệu có những cái thừa nhận cái sai sót hay là cho đến những cái lời giải thích nào cho khán giả trong khoảng thời gian sắp tới hay là không. Thưa quý vị, không biết rằng quý vị đánh giá về những cái lời phát biểu cũng như là cái ý kiến của khán giả xung quanh bộ phim này như thế nào. Mọi chuyện đóng góp xin để lại dưới phần video để chúng ta có thể tham khảo hơn. Bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là trà bông tôm. Trà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, trà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.